Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Học Si Biết. Các bạn thân mến, phim Xuân Không luôn là những bộ phim mang đề tài mới lạ, hấp dẫn người xem, đặc biệt là giới trẻ, bởi nó mang tính phi thực tế, xen lẫn hài hước tình cảm, tạo cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và ngày hôm nay thì mình xin được giới thiệu tới các bạn top bộ phim Xuyên Không hay nhất mà các bạn đừng nên bỏ lỡ bộ phim nào nhé. Và ngay bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu tìm hiểu thôi nào. Bộ phim đầu tiên, Thái tử Phi thắng chức ký. Thái tử Phi thắng chức ký kể về chàng trai đa tình, thời hiện đại Trương Bằng, vì muốn trốn tránh bạn gái tìm tới tính sổ mà rơi ngay xuống nước. Anh ta bị xuyên không về ngàn năm trước, còn nhập hồn vào thân xác Trương Bồng Bồng là một thái tử Phi. Trương Bằng không thể chấp nhận được sự thực này, nhưng cũng không có cách nào thay đổi số phận, trải qua vô số chuyện không ngờ lại yêu luôn thái tử. Bộ phim thứ hai, Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta. Bộ phim với sự xuất hiện của hai nhân vật chính là Hoàng đế bệ hạ và một cô gái hiện đại thế kỷ 21 là Phi Phi. Phi Phi bị xuyên không tới Hoàng đạo quốc, một đất nước xa xôi và huyền bí, cứ 1.000 năm sẽ tiến hành chế độ quân chủ luân phiên. Gia tộc Bắc Đường còn có hai nhân vật kể xuất là tinh chủ cung Song Ngư, Bắc Đường Đường và tinh chủ cung Bảo Bình, Bắc Đường Mặc Nhiễm. Sự xuất hiện của Lạc Phi Phi đã làm thay đổi trật tự vốn có. Lỗi của định mệnh khiến Lạc Phi Phi trở thành nữ chính xuyên không bi thảm chưa từng có trong lịch sử. Bộ phim thứ ba, Song Thế Sủng Phi. Bộ phim Song Thế Sủng Phi là một câu chuyện kể về thiên kim Khúc Đàn Nhi. Đây là một cô gái đa tính cách, gặp vương gia Mặc Liên Thành trong một lần tình cờ gặp sự cố. Hai người trải qua biết bao sóng gió mới tìm được hạnh phúc. Bộ phim thứ tư, Manh Thê Thực Thần. Bộ phim kể về Hạ Thuần Dư có xuất thân từ gia thế quyền quý, được Dụ Vương cài vào Hắc Phong Trại làm nội gián nhằm giúp Dụ Vương tìm ra chứng cứ Hắc Phong Trại cấu kết với thái tử. Nhưng do kết thành huynh đệ với Bạch Sùng ở Hắc Phong Trại, Hạ Thuần Dư phải đứng trước hai lựa chọn khó khăn giữa quốc gia và tình nghĩa anh em. Đồng thời ngay lúc này đây, cô nàng hiện đại Diệp Gia Giao xinh đẹp bất ngờ xuyên không về Hoài Tống bằng thiên thạch thần kỳ, trở thành Diệp Cẩn Huyên, con gái của chi chủ Diệp Bình Hoài. Diễn biến tiếp theo của phim như thế nào? Mời các bạn theo dõi tiếp nhé! Bộ phim thứ 5, Bộ Bộ Kinh Tâm. Bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm kể về Trương Hiểu, cô nhân viên văn phòng bình thường ở một thành phố sầm uất phồn thịnh, vì không may rơi vào đường hầm thời gian mà trở về triều đại nhà Thanh. Ở đó, cô là thiếu nữ 16 tuổi nhược hy, bị bán vào cung và trở thành một cô hầu trong cung. Vì tính cách của cô không hề có được cử chỉ, ngôn từ dịu dàng như những người con gái khác, cô rất ngang tàn, thích đánh nhau và dường như không sợ ai hết, đặc biệt là các vị thái tử. Khi trưởng thành, trốn thâm cung là nơi đáng sợ, khanh ghét đố kỵ và biến nhược hy vào vòng xoáy của những mưu kế hèn hạ, tàn độc. Bộ phim thứ 6, Cung Tỏa Tâm Ngọc. Cung Tỏa Tâm Ngọc kể về Tình Xuyên, Dương Mịch Thủ Vai, là một cô gái thời hiện đại vô tình bị xuyên không về quá khứ. Khi mà chín hoàng tử của vua Khang Hy tranh giành ngôi vị, cô được Bát A Ca Giận Tử, Phùng Thiệu Phong thủ vai đem lòng yêu thương. Kể từ đây, những âm mưu toan tính hèn hạ, hoa lạc khiến Tình Xuyên từ một thiếu nữ ngây thơ trong sáng trở thành một cung nữ sắc sảo mưu kế. Bộ phim thứ 7, Nghìn Lẻ Một Đêm. Phim Nghìn Lẻ Một Đêm do Địch Lệ Nghiệp Ba và Đặng Luân đóng chính, kể về nhân vật Lăng Lăng Thất và Bách Hải nảy sinh tình cảm sau một cơ duyên tình cờ và may mắn. Địch Lệ Nghiệp Ba đảm nhận vai Lăng Lăng Thất, nhân viên của khách sạn Bối Mã, có tính tình lương thiện, ôn hòa, rất thích giúp đỡ mọi người. Thế nhưng cô lại rất tự ti và mềm yếu. Bên cạnh đó, Lăng Lăng Thất rất thích anh chàng đồng nghiệp Bách Hải Đặng Luân, nhưng lại không dám nói ra vì sợ anh từ chối. Nhờ một cơ hội ngoài ý muốn, Lăng Lăng Thất và Bách Hải cùng tham gia kế hoạch thử nghiệm vòng tay điện tử kỹ thuật cao cấp nhằm cải thiện giấc ngủ và cơ duyên hai người bắt đầu từ đây. Bộ phim thứ 8, Run Rẩy Đi A Bộ. Bộ phim với sự góp mặt của các diễn viên Trịnh Nghiệp Thành, An Duyệt Khê kể về dũng sĩ A Bộ bất ngờ rơi xuống địa cầu, nhập hồn vào con rơi nhà họ Đường tên là Đường Thanh Diệp. Sau đó cô có mối tình đậm sâu với trưởng nam nhà họ Đường là Đường Thanh Phong trong tranh đấu quyền lực hoàng thất. Bộ phim thứ 9, Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước. Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước kể về một người từ nhỏ đã sống ở một nơi bí ẩn, theo học linh thuật với một vị sư phó bí ẩn. Bà là người nhìn thấu vạn vật trên trái đất, có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại, tương lai của tất cả mọi người trên thế gian. Bà ta có thể đưa bạn tới những đất nước, những vùng đất khác nhau ở những thời điểm khác nhau đổi lấy một giọt nước mắt.
Bộ phim thứ 10, Thiên hậu điên cuồng. Bộ phim Thiên hậu điên cuồng kể về cô nàng đồng ý Hoàng Thi Kỳ thủ vai của thế kỷ 21, tính cách năng động và thông minh, có niềm đam mê theo đuổi ước mơ của chính mình. Mặc dù theo nghề diễn xuất nhiều năm nhưng luôn nhận được những vai diễn phụ không có gì nổi trội. Trong một cuộc xô xát cực cãi với đạo diễn, đồng ý vô tình rơi xuống nước. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình lạc vào một vương triều kỳ lạ theo chế độ nữ quyền, phụ nữ cầm quyền, mà bản thân đồng ý chính là thiên hậu của vương quốc nói trên. Bộ phim thứ 11, Khoảng cách năm ánh sáng giữa anh và em. Khoảng cách năm ánh sáng giữa anh và em kể về một cặp tình nhân gặp lại nhau sau thời gian khá dài, 2.000 năm, với hai con người có thân phận khác nhau. Một là thiếu nữ ngông nghếch và sứ giả thời gian, lập khế ước chủ tớ đi tìm ký ức kiếp trước và kêu gọi lại sự liên kết ngàn năm trước. Bộ phim thứ 12, Đường Chuyên. Phim Đường Chuyên là câu chuyện dở khóc dở cười của nhà khảo cổ học Vân Diệp đã bị xuyên không trở về thời đường trong một trận bão cát lịch sử. Cũng kể từ đó, bị mắc kẹt trong thời đại tranh quyền đoạt vị khắc nghiệt. Bộ phim thứ 13, Tình yêu vượt qua ngàn năm, phần 1, phần 2. Đây là câu chuyện kể về công tử giàu có Tôn Kỳ Long, Ngụy Đại Huân thủ vai, trở về Thượng Hải cũ năm 1936. Trong khi đó, đầu bếp Trương Chí Cương, Ngụy Đại Huân đóng, thì lại đến thế giới hiện đại năm 2016. Hai người đã hoán đổi thân phận cho nhau, xuyên không qua 80 năm. Bộ phim xoay quanh bí mật về những báu vật gia truyền, tranh đấu giữa tình yêu và hận thù, tất cả các thắc mắc đều chờ có lời giải đáp. Bộ phim thứ 14, Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Đức Phật và Nàng của tác giả Trương Xuân Di, là câu chuyện tình yêu xoay quanh hai nhân vật nữ chính, Ngải Tình, một cô gái đến từ thế kỷ 21, xuyên không về quá khứ. Cô gái còn lại là Kumara Jiva và một vị đạt ma cao tăng. Bộ phim thứ 15, Cỗ Máy Thời Gian. Cỗ Máy Thời Gian là một bộ phim xuyên không kể về Hạng Thiếu Long, một cảnh sát viên ở thời hiện đại, vì muốn cứu vãn cuộc tình của mình đã đồng ý trở về quá khứ bằng cách thử nghiệm cỗ máy thời gian. Anh trở về thời tiền Tần Thủy Hoàng, anh chàng này vốn đẹp trai, lại dí dỏm, vui vẻ hào hoa, nên đã khiến không ít mỹ nhân thời xưa đem lòng yêu thương. Một trong số đó là Ô Đình Phương và bị anh từ chối thẳng thừng. Sau này, Hạng Thiếu Long gặp được Cầm Thanh giống hệt người bạn gái ở thời hiện đại và hai người bắt đầu dành tình cảm cho nhau. Nhưng dường như tình yêu của họ trải qua nhiều sóng gió, Hạng Thiếu Long giúp Tần Thủy Hoàng lên làm vua. Vừa qua thì chúng mình đã giới thiệu tới các bạn top bộ phim xuyên không Trung Quốc hay nhất. Vậy đâu là bộ phim gây ấn tượng mạnh nhất với bạn? Hãy để lại ý kiến bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!